Phượng kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu, ngày 8 tháng 5, 2020. Đến với bản tin Hòa Thượng Đốn tối nay gồm có Những ngày tháng khó quên và Nhặt lá Bồ Đề. Bích Phượng có mời quý vị theo dõi Những ngày tháng khó quên do Trí Tôn và Thanh Trang thực hiện. Là một cựu học sinh trường Võ Trường Toản, chưa được vinh dự học với thầy ngày nào, cũng chưa lần nào được tiếp chuyện với thầy, nhưng tôi biết và đã nghe danh thầy từ lâu. Những năm tháng tù đầy khắc nghiệt với chế độ cộng sản sau năm 1975 đã làm thầy bệnh hoạn tật nguyền. Tuy thế, tù đầy đã không làm thầy mất đi tình yêu đam mê nghệ thuật. Một lần nữa, 30 tháng 4 đen lại gần đến, khi cả nước Mỹ đang khốn đốn chống chọi với đại dịch Corona Vũ Hán. Những giây phút bị cách ly tại nhà như dưới nghiêm của thời chiến tranh, tôi nhớ đến thầy. Sau đây, Trí Tôn và Thanh Trang xin trân trọng gửi đến quý khán thính giả đài SPTN và VATV bài viết về người thầy kính yêu của trường Võ Trường Toản. Tâm sự cuối đời về tượng thương tiếc của điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu do Nguyễn Tuấn Khoa biên soạn. Điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu nói với tôi rằng ông làm nhiều tượng quá, đến nỗi bây giờ ở tuổi già, ông không sao nhớ hết, thậm chí nhìn tượng mà không thể nhớ được tên tượng và nơi đã đặt tượng. Người lính Cộng Hòa là đề tài quan trọng trong sáng tác của ông, nên ông khó mà quên được. Đó là tượng chiến sĩ vô danh, tượng ngày về, tượng lính thủy quân lục chiến, tượng trung liệt và tượng thương tiếc. Như một định mệnh, tượng thương tiếc trở thành bức tượng gắn liền với tên tuổi và cuộc đời đầy sóng gió của ông. Tiếng vang của bức tượng thương tiếc. Do nổi tiếng từ bức tượng trung liệt đặt tại nghĩa trang quân đội Gò Vấp, ngày 22 tháng 8 năm 1966, ông đã được Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu giao thực hiện bức tượng thương tiếc đặt tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa. Tượng ngồi bằng bê tông cốt thép màu đen, uy nghiêm, cao 4 mét. Nếu tính cả mô đất dưới chân người lính và bệ tượng, thì chiều cao của tượng đài là 8 mét. Tượng hoàn tất và được khánh thành vào ngày Quốc khánh Việt Nam Cộng Hòa, ngày 1 tháng 11 năm 1966. Ngay lập tức, tượng đã tạo nên sự xúc động đối với những ai một lần đi ngang qua nơi đây, hay chỉ nhìn thấy qua phim ảnh. Do vậy, năm 1970, tượng được đúc đồng, đã đẹp, nay càng đẹp hơn. Trên không gian rộng thoáng, từ mọi hướng, người ta có thể nhìn thấy bức tượng cao, nổi bật trên nền trời xanh. Đó là người lính từ chiến trường về thăm mộ đồng đội. Quân phục, ba lô lắm bụi, súng trường giáp trên hai đùi, lưỡi lê ngang hông, dây quai nón sắc buông thõng như sợi buồn rơi vào cõi vô định. Anh ngồi thẫn thờ, đôi mắt buồn nhìn xa xăm, thương tiếc cho người bạn vừa nằm xuống. Bức tượng trong bối cảnh đó trở nên có hồn hơn, và nhiều chuyện linh thiêng của bức tượng không ngớt lưu truyền trong dân chúng lúc đó. Khó có thể kiểm chứng nhưng cũng không thể không ghi nhận về những câu chuyện cảm động và linh thiêng quanh bức tượng người lính Cộng Hòa này. Tiếng tăm của điêu khắc gia Thu và tượng thương tiếc vang xa ra khỏi quê hương. Ngày 20 tháng 7 năm 1967, đại tá A.G. Fuller, Bộ Chỉ huy Lục quân Hoa Kỳ ở Việt Nam, USARV, đã gửi thư cho đại tá William Jones, Chủ tịch Ủy ban Đài tưởng niệm Chiến tranh Hoa Kỳ, ca ngợi ông Thu và các bức tượng về đề tài chiến tranh. Ông William xem ông Thu là điêu khắc gia xuất sắc nhất ở Việt Nam và đánh giá bức tượng thương tiếc là một kiệt tác nghệ thuật. Ông William đã viết, xét về đề tài tượng đài chiến tranh, tôi trân trọng đặt tượng thương tiếc và các tác phẩm khác của ông ngang hàng với bức ảnh nổi tiếng Raising the Flag on Iwo Jima, dựng cờ trên đảo Iwo Jima ở Arlington. Ông cũng tiến cử ông Thu với ủy ban để thực hiện việc dựng tượng ở Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh trong các dự án tương lai. Số phận của tượng thương tiếc. Ngay sau khi Sài Gòn thất thủ, bên thắng cuộc đã giật đổ bức tượng thương tiếc bằng đồng, được dựng năm 1970 rồi chuyển về Dĩ An. Cho đến nay không ai biết được số phận của nó. Chưa dừng lại, ít lâu sau đó, một nhóm vài chục bộ đội đã kéo tới tư gia điêu khắc gia Thu để tìm kiếm bức tượng thương tiếc bằng bê tông cốt thép đã tạc và đặt tại nghĩa trang quân đội Biên Hòa năm 1967.
Đó là bức tượng được dùng để đúc đồng, khuôn gốc và hình thành nên bức tượng thương tiếc bằng đồng cuối cùng năm 1970. Nhóm người hung hãn này đã ra sức đập phá bức tượng thương tiếc một cách không thương tiếc và chỉ dừng lại khi tượng chỉ còn lại phần bụng và chân. Hiện nay tượng bê tông bị đập phá này vẫn còn nằm trong sân sau nhà của ông Thu, cạnh các ngôi mộ gia tiên. Cây dại che phủ nên ít ai chú ý. Sau khi đập phá bức thương tiếc, nhóm người này tiếp tục đập phá bức tượng lính thủy quân lục chiến cao 4 mét, chỉ để lại phần đầu tượng. Ngày trở về nhà từ trại tù Hàm Tân với thân hình tiều tụy, ông lê bước chân thẳng đến bên bức thương tiếc. Tất cả đã thành tro bụi, ông đã ngã quỵ dưới chân tượng và ngồi ở đó rất lâu, cho đến khi trời sụp tối. Ông nói sự trả thù này còn ác hơn cả những đòn thù mà ông đã phải gánh chịu trong 8 năm dài nơi ngục tối. Võ Văn Hai, giờ này anh ở đâu? Hạ sĩ Võ Văn Hai, tiểu đoàn 2 binh chủng nhảy dù, bỗng dưng trở nên nổi tiếng cùng với ông Thu và bức tượng thương tiếc lịch sử khi được chọn làm người mẫu. Giống như điêu khắc Gia Thu, cuộc đời bí ẩn của Hạ sĩ Hai cũng chìm nổi theo bức tượng. Không lâu sau bức tượng được dựng lên, người ta đồn ông Hai đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. Nhiều bài thơ khóc ông đã ra đời làm cho hình ảnh ông Hai bất tử theo pho tượng thương tiếc. Thật ra ông Hai chưa chết. Trong thời gian ông Thu ở tù, ông Hai đã hai lần thăm gia đình ông Thu, lần đầu rất sớm sau năm 1975. Tim ông như vỡ vụn khi thấy tượng thương tiếc, như là phần xác của ông giờ đây chỉ là một đống đổ nát. Lần thứ hai nhiều năm sau đó, ông nghe gia đình ông Thu kể rằng ông Thu được cai ngục đưa về thăm nhà với đôi chân yếu không tự đi. Ông Hai hoảng loạn, lo sợ sẽ có một ngày những người cộng sản tìm đến ông, rồi cuộc đời ông sẽ chìm xuống địa ngục như thiếu tá Thu hay bức tượng thương tiếc. Ông đã nhanh chóng rời khỏi nhà và không ai có tin tức của Hạ sĩ Hai từ ngày đó. Có lẽ ông Hai đã thay tên đổi họ, mai danh ẩn tích để trở về cuộc sống nông dân ở đâu đó trên đất Nhiên Khánh. Ông Thu nghĩ vậy. Ra đi rồi lại trở về. Trong 8 năm tù tội với 22 tháng biệt giam trong Connex, thần kinh của ông Thu đã bị tổn thương rất nặng. Những ngày tháng bỏ đói với vô số những trận đòn thù đã làm cho ông tai điếc và cơ thể chỉ là da bột xương cùng những vết thương nhiễm trùng. Ra khỏi nhà tù, thấy cảnh gia đình tan nát, ông quyết tâm đào thoát. Hơn 10 năm ở Mỹ, ông trông mong cộng đồng giúp ông phục dựng lại bức tượng thương tiếc. Nhưng niềm hy vọng đó cuối cùng chỉ là những confetti nằm vương vãi trên sàn nhà. Không sống được bằng nghề điêu khắc, ông không biết phải làm gì khác. Với thính lực gần như bằng không, ông thấy ngày càng bế tắc trong việc mưu sinh ở xứ người. Cô độc giữa muôn vạn người ngưỡng mộ, ông không tìm thấy niềm vui ở chốn này và miễn cưỡng trở về Việt Nam. Trở lại mái nhà xưa gần gia đình, trong không gian sáng tác quen thuộc, ông lại tiếp tục tạc thêm nhiều bức tượng dựa trên các ý tưởng đã hình thành từ trước như được mùa, cửu long được mùa. Tuy nhiên đó chỉ là những tượng tỷ lệ nhỏ, tạc chỉ để thỏa mãn đam mê nghệ thuật. Ông hiểu rằng với thân phận của kẻ hàng binh, ông không bao giờ được trao cơ hội để tạo nên những tác phẩm để đời. Giấc mơ lớn của điêu khắc gia tài năng đã khép lại mãi mãi. Những tâm sự trong bối cảnh tháng tư đen ở trên khiến chúng ta không khỏi ngậm ngùi. Cuộc đời sóng gió của điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu đã làm cho pho tượng thương tiếc đẹp hơn và trở nên bất tử. Những kẻ hậu sinh sau này rồi sẽ còn nhắc mãi về ông. Nhất phiến tài tình thiên cổ lụy, ông vàng bướm trắng lượn ven sông, ta trở về đây nát cõi lòng. Thổi trước ai người vương vấn đợi, bây giờ ta kẻ ngẩn ngơ trong. Trời buồn gió đẩy sầu lên mắt, đến quạt chiều dân để đánh trồng. Hờ hững chân cầu con nước chảy, rưng rưng cánh phượng sắc phai hồng. Thơ của Tôn Thất Tuệ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi bài viết của Nguyễn Tuấn Khoa. Trí Tôn và Thanh Trang xin trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại trong những chương trình kế tiếp.